anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Ryusugi. Thì hôm nay mình sẽ đánh Gnetus theo yêu cầu của một bạn trẻ trong kênh của mình yêu cầu. Oh shit. Mà không hiểu sao thằng thằng nồi Gnetus này nó lên nó giành lane rồi nó eo luôn. Bãi đái. Mày đánh này. Nãy mang nhầm bảng với vãi á, mang mang lộn cái ta. Cái này là quân người đây. Gì mà đánh cộng đêm á. Nhiệt huyết chiến đấu đúng không? Nãy mang nhầm ở đó rồi. Đáng lẽ là phải mang cái quyền năng bất diệt hay sao đó. Đánh được cái hồi máu. Mà what the fuck, tự nhiên thằng Nezus nó lên đây giành lên là sao? Liên này. Nãy mình biết trước rồi đó. Mình biết trước rồi, rồi mình xin luôn. Nhưng mà vẫn giành được, ghê được. Không sao, đi hạ tóc cho vui luôn. Sao bị xoắn. Thấy skin Gnar đẹp không? À. Đấy, thu fan được rồi. Ok, tuyệt vời. Khó fan. Ôi kìa kìa. What the fuck, chơi luôn. Ngại gì mà không chơi. Ồ, mít được rồi. Bị chiến công đầu rồi, ngu người rồi. Mình sẽ nói sơ qua cái skill của Gnar cho bạn nào chưa biết luôn. Thì nội tại nó là biến lớn khi đủ cái nộ ở dưới nè. Ồ, thằng kia cứu cứu. What the fuck. Tao không cần mày. Không cần mày luôn, nhóc con. Này rớt với vật này. Ok, thì nội tại của nó là khi đủ 100 nộ dưới cái thanh này nè. Thấy không, thấy thứ thanh này nè. Thì nó sẽ biến lớn như vậy. Đó, biến lớn. Lớn đây, chưa đủ. Còn cái đúc này nè là khi mà ở dạng Gnar tí nị là nó sẽ bắn ba cái như vậy nè, cũng gây phần chân máu hay sao á, rồi tăng tốc độ chạy cho mình. Ok, rồi chú E nó lại nhảy. Dạng Gnar tí nị là nhảy qua một mục tiêu tướng hay quái cũng được, là sẽ nhảy được thêm một lần nữa. Còn dạng bự là chú Quy là quăng cục đá như các bạn thấy hồi nãy. Còn chú Đúc là Skull, chú E cũng là nhảy luôn mà không có nhảy kèo được thôi. Chú R là đẩy Summoner đó, đẩy vô tường lại được nhận Stun. Thằng Nezus này hầu như nó không biết chơi rồi. Đánh ngu như con bò. Đánh luôn, chơi luôn, chơi luôn. Mày bị nghe. Mày bị ngéo đúng không? Úi, ủa sư chủ nó bảo là bắn mình ta. Ồ, ngu người luôn, double kill luôn. Nãy mình vô chủ, không để ý chủ nó bắn mình hay không nữa chứ. Chết tiệt. Một lỗi, quá là ngu người. Một lỗi của dân cơ bản, fuck. Lên này rồi. Rớt ngu như con bò rồi, liền vào năm luôn. Ui, đánh này, chơi luôn, hay là chạy, chơi luôn. Sao vậy, ngéo quá mày. Đánh tao ra là Gnar tí nị. Ôi, ôi, bắt lại. Khi bắt được cái đó mà khi mình quăng mình bắt lại được cái boomerang gì đó, mình sẽ được giảm gian chiêu nhiều lắm đó nha. Thằng này rớt kêu xuống sụp bọt là vừa luôn á. Nó ngu quá. Ôi, chủ lại bắn, fuck. Chủ này rớt xuống nhầm mít rồi. Thì số lần mình chơi Gnar cũng chắc cũng đếm được trên đầu ngón tay thôi, đánh mắt ít luôn.
hầu như là không đánh con này luôn, mà một bạn yêu cầu thì mình đánh thôi. Những bạn này muốn mình làm thì cứ comment ở dưới mình sẽ làm, hứa luôn, mà không biết chừng nào thôi. Rồi bạn này muốn mình làm nhanh thì cứ donate thẳng trực tiếp qua Facebook, mình sẽ làm con đó trước. Ok nha. Giờ thì dắt lên găng nè, vãi đái. Lên luôn em ơi. Lên. Có dắt nè, ngại ơi. Rồi tự dưng tụi nó bóp luôn. Ôi. Mình chưa có dạng bự, không có stun được, phát. Lên nè, lên. Quăng thí mẹ mày không trúng phát. Chạy thằng nhóc nó pet này. Ui chạy ý trúng kì, trúng kì rồi lòi quăng nào. Trúng oh shit. Sai lầm rồi, mày ngéo không không? Mày ngéo rồi. Ê mạnh gì? Ủa nó mạnh gì? Ôi vãi. Mình lại đứng ngéo thì đúng hơn. Đậu mấy nó mạnh như chó. Thấy người ta hay chơi lên rượu đen trước mình cũng lên luôn, mình đâu biết lên đồ nào đâu. Mình sẽ xuống sụp bò rồi, cứu hoàn hồn. Chứ đó giặc ơi. Trời ổng quá. Yasuo bị nát rồi, không ba. Holy shit. Yasuo gặp Leblanc mà không ba luôn rồi. Thanh niên biết Yasuo. Gặp Yasuo găng tem rồi. Không thể tin được. Mình sẽ cố gắng farm. Nãy thì nó chặt mình thấm quá. Không có tin được luôn. Nó như vậy mà chặt thấm thiệt. Ở đâu rồi ta, ở đâu rồi, ở đâu rồi. Ở đâu rồi. Bọt nang rồi. Đây đây, chơi luôn, chơi luôn. Cái dạng bự này, ông nội rừng. Cho ổng rồi. Chơi buồn quá. Rồi quăng quỷ hụt luôn. Ăn cức. Ăn cức. Yeah. Mấy thằng này nó nhây quá. Rồi Yasuo kìa. Tại sao chạy. Tại sao chạy, ai bằng chạy, ai bằng ngéo rồi. Mày ngéo rồi. Này anh bắn hết. Chơi luôn. Xạo quân. Red luôn. Red book. Ok tuyệt vời. Quá đẻ luôn. Này thì găng rừng phải vật. Hết đợt này cho em mua búa gỗ. Lột rùa đen, rùa đen quái phê. Rùa đen là giảm nhanh chiêu 20% rồi. Trời ơi. Bắn thôi chưa. Giết luôn. Chạy luôn, chơi luôn. Tao không sợ luôn. Tao có rít rồi. Mày quá này, đánh này. Mày đánh tao chết nha mày. Anh này. Ui, chỗ bắn này kìa. Nhường. Quy
Holy Flag quá đẹp. Tuyệt vời. Ôi chỗ bắn. Về về về. Anh cứ xuống lên đây rồi. Tắp đổ lên đi hả? Vãi nồi. Liên khích xong rồi kêu mình đổ lên. Lấy tên đồ. Siêu su 05 rồi. Bánh đấy. Thằng này giới thì 02. Nó farm như đúng rồi luôn. Chứ nó kệ. Lên giày dép này giảm được một đống sát thương luôn á. Rồi xuống boss chơi xíu nè. Rồi xong. Thằng AD đánh như vậy sao chơi. AD đánh hay quá mà team mình kìa. Nhục quá. Có gì chơi ai? Chơi ai? Chơi ai? Chơi ai? Mày... mày ngéo rồi. Mày ngéo rồi. Chơi đời ngéo. Mày ngéo rồi. Ủa, bắt cái máy bay đập rồi. Rồi ăn máy bay luôn. Sẽ là nào, tốc độ đánh luôn. Sẽ phải sẵn. Quên vô danh luôn nha. Đánh là phải chốt. Chốt mới phải đánh. Rồi xong thằng Ninja Chua nữa. Một năm một rồi. Mới ăn được mày hả? Chết. Chết. Thằng tầm bậy mà đánh. Gè bãi lú. Tới đây. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu được nữa? 7.90 sách đeo luôn. Quá phê con tên tên em ơi. Rồi. Mọi người đây. Nhảy vào không? Chơi mấy pha nè. Pha nè, mấy pha nè. Rồi, xì lâu ạ. Xì lâu nè, quăng nè. Xì lâu nè, quăng nè. Quăng nè, quăng nè. Xì lâu. Quăng nè, trời. Không nhận mạnh thử chứ. Không ngờ là con grenade nó mạnh gì luôn. Bé cháy rồi. Anh bé cháy rồi. Một combo này, một combo chết tươi. Ôi quá mạnh. Quăng kệ ít luôn. Ôi không được. Thằng nhóc con. Chịu bắn anh mua người. Cái gì binh gì lên đây luôn. Binh gì lên đây anh cân luôn chứ binh. Liệu bị lăng rồi, liệu bị lăng rồi. Binh gì. Binh gì. Binh gì. Binh gì. Binh hả. Binh không. Thích binh không. Thích binh không. Trời luôn. Cân hết. Trời anh đây. Thiên hạ vô địch. Thiên hạ vô địch. Ngéo chó này. Con xì lông lại cứu anh em. Không được rồi. Thằng chó giết. Thằng chó đâu. Thằng chó. Thằng chó. Họ biết sạch luôn. 3 cân 5, 3 cân 5. Cái gần này mạnh chưa. Chắc mấy thanh niên xem mình đánh gần này xong ghiền luôn dê. Quá đẻ luôn. Ui. Không rượt được rồi. Mất mẹ cái boomerang rồi. Ngu ngừ. Là thanh niên Leblanc cứ chạy nhục như chó. Nãy mà rượt tao đánh mà. Hôm mình về hả hả. Không quan tâm gì nữa. Giờ lại là chết chắc luôn. Đừng vô danh. Lên đồ này kiểu này thì ai đánh. Không lên cung top mình đây mình farm. Phê không. Nó farm của tao. Đơn.
Tại sao? Ồ, dây xuống chạy được luôn rồi. Phải nồi. Này xuống đây. Cái nọ này. Cái nọ này. Cho một combo vừa thấy chưa? Combo siêu rồi nè. Combo siêu rồi nè. Rồi thằng kia lại kẽ rồi, fuck. Ghét những thằng nào kẽ chứ. Cho để thì. Ôi chết mẹ rồi. Đi xui rồi xanh rồi. Chiếm cũng thấm phải. Ôi, ôi. Ôi. Ôi chơi tuyệt vời, boss kìa mấy cha. Không ai đếp boss không à. Rồi cái nổ tiếp nè, tiếng lớn này nhảy. Ok. Ở lại lâu em ơi. Tại sao? Sao lại chạy? Mày gặp đông quá. Tuyệt vời. Ồ, đông quá rồi. Đông quá sao đánh đây. Ba đứa. Giết một đứa, giết gần giết đứa này luôn nè. Mạnh nhau. Giờ phải lên đam luôn, mắc đam. Cái gì ta? Nên cái này không đóng bắn xì lâu chết mẹ không? Tìm nó phép cũng bình thường. Đem thì nhiều. Thôi cái này bắn này xì lâu để không. Lên đây. Biết rồi này, lên đây. Chạy đâu nữa, bắn luôn. Chơi luôn. Chạy đâu? Kết. Thấy kết nuột chưa? Kết quá nuột luôn. Mày phải mắc của ai thằng ngốc con này? Ngốc con này, mày phải mắc của ai? Hello. It's me. Mày nên về đi, không về là chết mẹ mày luôn nha. Mày không về là mày chết đó. Ồ, không về chết chắc rồi. Chết rồi. Oh, quăng kì như cái máy. Quăng. Dạng này nó bị dạng có đồ đánh hả trời. Chén này. Bắn. Thằng Gumbo danh là quyết định chi lý, có hút máu, có đủ bắn rồi. Còn trăm máu nữa. Quá phê luôn. Chúng mày lại bắt anh à. Bắt à. Ngu người. Bắt ai? Thằng ngốc ác. Trời ơi. Cần to. Lên đây. Bố mày cần hết. Mau. Nhanh. Mau. Oh yeah. Quá xanh luôn. Xanh hơn cái tàu lá chuối luôn mà. Ok tuyệt vời. Phải cái trụ này là tiền về nữa. Ồ, 200. Có gần đây lớn nè, hồi nào ra đây là chết luôn không? Không thấm là mấy. Ok.
Vào đây. Chạy đâu rồi? Vào đây. Ôi, bắn ngay. Mất con, bắn ngay. Trời, hit and run không nổi rồi. Hit and run vậy là quá kinh rồi. Nãy quăng quay ngu ngừ. Kìa, giờ lên cái me vũ nữa. Được rồi, làm lên lên cái me vũ đi. Bắn là thôi cháy máy luôn nè. Ồ, tên nó bom được. Ồ, có cái chuyển nè, lên con bom nha. Ồ, mày fame á mày. Mày fame hả mày? Giờ đi giúp con. Ồ, nó dặn tường nó chẳng cái nhảy bên kia vậy đấy. Ghê vậy? Ghê vậy? Ghê vậy luôn á hả? Người chạy đâu mày, chạy đâu mày, chạy đâu. Ồ, này nãy mình rồi là nó không vô tường chắc luôn. Ôi, cái trụ xe quá à, không sao. Bơi trụ, bơi trụ ngọc ác, ngọc ác, ngọc ác. Úi, mình chưa bắn thân trần thấm quá, hết lại hết cái dạng kia rồi. Sao cứ hết cái dạng bự liền bắt mình như con nít vậy? Mó xui có cái dạng bự là đập thấy mẹ luôn rồi. Nhưng một đứa đây vô giết đàn đứa ơi, thằng này chơi OD rừng mà mắc tăng luôn, mới lại vải chó. Ôi hụt luôn. Ờ, ngu người luôn nha. Con hai đó, không nổi rồi chắc chắn luôn. Đi xéo xéo quân đó, xéo quân đó, xéo quân này. Thanh niên này có giáp lửa đốt tới chết luôn, đâu cần đánh đâu. Rồi giờ hai món tối đầu bắn rồi. Giờ bắn thôi chứ ai chơi ai chơi. Họ đổi này luôn, này để cắm mắt cho nó phê, ai lại đổi. Bắt đầu ghét thằng Lucian đó, tí lên bắt chết mẹ luôn. Mày bắn tao nãy giờ không mong giúp con mày. Độc ác này. Mà Lucian nó bé đi vậy, nó bắt chuột chết luôn rồi. Bé gì kệ. Chú mày bé gì hơ, bé hơ, bé hơ. U lúc không quen. Mẹ rồi. Ui, nhảy không qua tường chứ. Bắn bơi xì lâu, bơi xì lâu về. Rồi nó kẹt cái tường luôn, vãi đái. Nên dẫn tường chí mày. Ôi, dàn bự này không bay qua tường được phát. Hết nãy cái chưa bay rồi. Thằng ngốc, ồ, nó né gần như thế. Solo. Nó con. Ôi ai chơi bắn trời, bắn sọ. Hút máu vừa rồi quá kinh luôn. Con. Mày nhéo. Ô, chủ bắn không chết. Yeah. Chơi. 180 tốc độ đánh bắn. Vừa trâu vừa mạnh. Ôi, cái nhà nó kìa. Ôi, cái bộ lỏng đứa thôi.
easy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu thích thì hãy bỏ lại một like, một share và một subscribe. Những bạn nào muốn mình đánh con gì thì hãy cứ bình luận dưới. Mình sẽ cố làm từng con. Bye bye nha.